Thôi, cái, cái câu uh, Việt Nam hoặc là cái, cái, cái tư tưởng mà làm người Việt Nam cho cô đó có ý nghĩa gì cô? Cô qua bên này là năm 70, là tháng năm vừa rồi đó là đúng 50 năm. Thì trong 50 năm đó là cô cũng có rất nhiều kiểu tóc và cũng có xài rất nhiều make up. Nhưng mà người Việt Nam cô không thay đổi được cô không cách nào mà cô làm trở thành ra là một người gọi là kêu bằng blonde hair và blue eyes uh, như là một người tây hay là người đầm được cho nên khi người về Việt Nam là cô luôn luôn giữ nền nếp Việt Nam văn hóa Việt Nam và những cái gì tốt đẹp mà cô đem theo cô trong đời cô thì cô luôn 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 là 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 gìn giữ và tôn trọng cái đó